Chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin gửi lời chào đến quý vị. Thưa quý vị, viêm loét dạ dày là một trong những căn bệnh về tiêu hóa khá phổ biến hiện nay với chúng ta và bệnh làm đau gây ra những phiền toái trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn thường hay chủ quan đối với căn bệnh này, khiến cho tình trạng viêm loét dạ dày ngày dần nặng hơn và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về chứng bệnh này qua phần tư vấn và chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Lâm Hoàng Cát Tiên, Phó Giám đốc Bệnh viện TWC Long An. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là bệnh viêm loét dạ dày được hiểu như thế nào là đúng ạ? Viêm và loét dạ dày tá tràng là hai, hiểu nôm na nó là hai cái mặt bệnh vừa giống mà vừa khác. Tổn thương viêm có nghĩa là một cái phản ứng của cái mô cơ thể khi có bất kỳ một cái tác động nào đến. Thì viêm nó có nhiều nguyên nhân. Viêm ở những cái bộ phận cơ thể khác thì nó có thể có cái biểu hiện ra như là sưng nóng đỏ đau. Tuy nhiên đối với dạ dày là bên trong cơ thể mình thì mình sẽ chỉ thấy là đau thôi, hoặc là những triệu chứng nóng là ở nóng vân vân. Do đó nên đối với dạ dày á, thì cái định nghĩa viêm á, là thật ra nó là một cái định nghĩa yêu cầu là nó phải có chứng minh được có cái sự hiện diện của tế bào viêm. Nhưng mà bởi vì là cái chứng minh bằng cái sự hiện diện tế bào viêm đó là bằng cái hình thức là sinh thiết á, thì không có phải là gọi là thực hiện một cách thường quy. Do đó nên hầu như là đối với dân gian thì chúng ta chấp nhận là cái chuyện viêm dạ dày là khi chúng ta nghe có một cái triệu chứng gì của dạ dày thì chúng ta gọi là viêm, nhưng thật ra đó là một cái quan niệm chưa có được chính xác. Còn loét tức là viêm là tổn thương. Loét chính là cái tổn thương viêm đó, nó làm mất liền lạc cái lớp niêm mạc của dạ dày. Nó tạo thành một cái tổn thương là gọi là mất chất của cái niêm mạc, thì khi đó nó sẽ gọi là loét. Do đó nên á viêm là khác mà loét là khác. Tuy nhiên viêm và loét thì thật ra là cái nguyên nhân bệnh cũng như là cái cơ chế gây bệnh á, và cũng như là cái cách điều trị cũng gần giống nhau, nên đôi khi chúng ta gọi là viêm loét dạ dày tá tràng luôn. Dạ. Vậy thì không biết là những cái triệu chứng nào là chúng ta có thể nhận diện ngay được là mình đang bị mắc viêm loét dạ dày, và Ngọc Diễm không biết là đối với cái bệnh này thì chúng ta có những cái độ tuổi nhất định đối với người mắc hay không bác sĩ, hay là tất cả mọi đối tượng đều có thể bị mắc căn bệnh này ạ? Đối với viêm loét dạ dày tá tràng thì thật ra là thường gặp ở độ tuổi trung niên nhiều hơn và nam nhiều hơn nữ. Có thể là chắc vì nam thì có nhiều tiếp xúc hay là những hành vi nguy cơ chăng, vân vân. Thì nói đến những cái mà những cái yếu tố nguy cơ có thể gây viêm loét dạ dày tá tràng á, là nó liên quan đến cái cán cân giữa tấn công và bảo vệ của dạ dày. Thì tấn công hiểu nôm na là những cái tác nhân mà gây tổn thương thêm á, ví dụ như là axit dạ dày, rồi những cái tác nhân vi sinh vật, virus, vi trùng, ký sinh trùng, mà đặc biệt nhất là một con vi trùng mà chúng ta hay nghe đề cập đến gần đây là HP hay là Helicobacter pylori. Đó là một cái con vi trùng nó nằm ở trong dạ dày á, và nó gây viêm dạ dày, rồi viêm nó có thể thành loét. Rượu, rồi những cái thuốc giảm đau mà thuộc nhóm là NSAID thường hay sử dụng trong những cái điều trị viêm khớp vân vân. Đó là những cái yếu tố mà gọi là tấn công. Chế độ sinh hoạt không điều độ, ăn uống không điều độ, quá đói hoặc là quá no vân vân. Còn cái yếu tố bảo vệ á, là nó có một cái lớp chất nhầy ở trên cái bề mặt của dạ dày, và có một cái chất gọi là cái chất bicarbonate HCO3-, hiểu nôm na là một, nó bảo vệ niêm mạc và nó trung hòa cái axit để nó bảo vệ dạ dày. Thì nam giới của mình á, thì là có uống rượu nè, những chất kích thích như là thuốc lá nó cũng là ảnh hưởng đến cái lớp niêm mạc của dạ dày ha. Ăn uống không điều độ nè, nam giới mà thì sinh hoạt có thể là không được nghiêm túc, điều độ đó, thì do đó nên nam giới thì thường gặp. Đối với trẻ em thì mình ít gặp hơn, nhưng mà mình cũng đã có thấy viêm dạ dày, thậm chí là có thể đến mức loét một số tiêu hóa ở trẻ em, có cả phát hiện nhiễm HP ở trẻ em luôn. Vậy thì không biết cơ thể của chúng ta sẽ có những cái biểu hiện gì, những cái triệu chứng ra sao để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết là mình đã bị mắc viêm loét dạ dày ạ? Triệu chứng của viêm và loét á, là cũng gần giống nhau, tức là những cái biểu hiện mà hiểu nôm na là mình giúp mình gợi ý khu trú trên cái dạ dày với cái tá tràng của mình. Thì cụ thể như là những triệu chứng mờ nhạt, như là ăn
hỏng tiêu nè, tự nhiên ăn thấy bớt ngon miệng nè, cho đến những triệu chứng giúp mình khu trú dễ hơn như ở hơi, ở nóng, ở chua, đau vùng thượng vị, đặc biệt là những cái triệu chứng mà tự nhiên mình thấy nó có một cái mối liên hệ tới bữa ăn, ví dụ nó xuất hiện khi đói hoặc là nó xuất hiện khi mình ăn no, vân vân. Thì đó chính là những cái triệu chứng khiến mình nghĩ đến viêm loét dạ tá tràng. Tuy nhiên một cái điểm đó là tỷ lệ gọi là những ổ loét mà không có triệu chứng gì hết khá cao, không có thấp đâu. Chúng ta gọi đó là loét câm. Như vậy có nghĩa là đôi khi chúng ta vẫn có thể có loét và thậm chí là có thể có viêm mà thậm chí là loét dạ dày tá tràng mà không có triệu chứng. Rồi đôi khi chúng ta sẽ có những cái triệu chứng phụ thêm, hay còn gọi là có thể gọi là cái hậu quả của quá trình viêm loét, ví dụ như chúng ta bị chán nản, mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, có thể có sụt cân, hoặc là thiệt ra thì nó có thể là triệu chứng báo động, nhưng đôi khi nó chỉ là do cái tình trạng mà điều trị bệnh mà mình không điều trị triệt để, rồi mình cũng cứ stress vì bệnh, rồi ăn không ngon, ngủ không yên, đôi khi mình cũng có thể sụt cân hoặc là thiếu máu. Dạ. Thưa bác sĩ, thì không biết là bệnh viêm loét dạ dày liệu sẽ có gây ra những cái biến chứng gì nguy hiểm hay không, để người bệnh chúng ta có những cái cách phòng tránh à? Chúng ta đừng có coi thường cái viêm loét dạ dày tá tràng. Thật ra là cái tỷ lệ mà chúng ta gặp viêm dạ dày rất là nhiều, chúng ta gặp loét dạ dày cũng nhiều. Đôi khi là bệnh có thể một giai đoạn cái có thể mờ nhạt đi hoặc nó khỏi, cái mình hay bỏ sót, mình bỏ qua, mình không có điều trị nghiêm túc. Tuy nhiên là viêm loét dạ dày tá tràng là có thể dẫn đến những cái biến chứng rất là nghiêm trọng đó. Ví dụ như là loét thì có thể gây thủng nè, loét có thể gây xuất huyết tiêu hóa nè, viêm mãn tính, viêm một số cái loại viêm dạ dày mãn tính có thể dẫn đến là tăng cái tỷ lệ ung thư dạ dày nè. Rồi tình trạng viêm mãn tính, loét mãn tính nó dẫn đến cái sẹo co kéo thì nó có thể gây gọi là hẹp môn vị, có nghĩa là hẹp cái lối ra của dạ dày, dẫn đến cái chuyện là mình cái dạ dày mình nó bị chứa thức ăn nhiều rồi nó giãn ra, rồi nó ứ, nó gọi là giống như liệt dạ dày vậy đó, cái vậy gọi là hẹp môn vị. Thủng nè, xuất huyết tiêu hóa, ung thư hóa nè, hẹp môn vị nè, vân vân, đều có thể gặp hết. Vậy thì đối với bệnh nhân đã bị mắc viêm loét dạ dày thì không biết là cái thời gian điều trị của chúng ta có kéo dài hay không thưa bác sĩ, và chúng ta sẽ được điều trị như thế nào ạ? Cái nguyên tắc điều trị của viêm với lại loét dạ dày tá tràng á, thì thứ nhất á, là cái đầu tiên hết là bao giờ chúng ta cũng phải loại trừ những cái hiểu nôm na là những cái nặng á, cụ thể như là loại trừ ác tính. Chuyện thứ hai là chúng ta phải tìm được nguyên nhân, tìm đúng nguyên nhân, ví dụ như nhiễm HB, nhiễm con vi khuẩn mà Helicobacter pylori á, chúng ta phải điều trị nó. Vì chúng ta không điều trị nó, chúng ta chỉ điều trị triệu chứng thì nhiều khi nó giảm cái triệu chứng viêm loét rồi nó cũng sẽ bị tái lại. Thì do đó cái quan trọng nhất là chúng ta phải loại trừ được cái ác tính. Thứ hai là chúng ta phải tìm được nguyên nhân. Thứ ba là chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái cán cân tấn công và bảo vệ, như hồi nãy tôi vừa đề cập đến cái cơ chế mà sinh lý bệnh của viêm loét dạ tá tràng á. Thì ví dụ như mình phải giảm yếu tố tấn công đi, mình phải tăng yếu tố bảo vệ, thì nó sẽ chia ra là điều trị là dùng thuốc và không dùng thuốc. Thì ví dụ như là những cái mà gọi là điều trị không dùng thuốc, ví dụ chúng ta ăn uống điều độ nè, chúng ta giảm bớt những cái chất kích thích, không rượu bia, không thuốc lá, ăn các bữa điều độ, không quá no, không quá đói, không ăn gần giờ ngủ, điều trị, nếu mà điều trị thuốc giảm đau hoặc là điều trị một cái số thuốc mà nó có ảnh hưởng tới dạ dày thì là phải hỏi ý kiến bác sĩ, rồi bác sĩ sẽ cho mình những cái ý kiến để mình bảo vệ dạ dày của mình, vân vân. Đó là cái yếu tố không dùng thuốc. Còn yếu tố dùng thuốc á, thì chúng ta trước hết là chúng ta sẽ ức chế cái axit trung hòa, chúng ta ức chế cái axit trong dạ dày để tạo điều kiện cho cái tổn thương nó lành. Ngoài ra chúng ta còn có thể có những cái thuốc để mà giúp hiểu nôm na là làm lành cái niêm mạc để lành colet. Và quan trọng nhất là nếu như có tác nhân mà gây viêm loét chúng ta sẽ điều trị nó. Cụ thể ví dụ như đối với HP thì chúng ta có hẳn một cái phác đồ điều trị Helicobacter pylori luôn. Một cái điểm là quý bà con cần phải lưu ý, đó là cái điều trị viêm với loét là nó cần có thời gian. Ví dụ như chúng ta điều trị thuốc nhiều khi chỉ cần vài ngày thôi chúng ta thấy bớt triệu chứng rồi, nhưng thực chất điều trị viêm và loét và thậm chí là dạ dày với tá tràng cũng khác nhau, nó có thể kéo dài từ 1 tháng, tức là 4 tuần, thậm chí kéo dài có thể lên tới 8 tuần. Đặc biệt ví dụ như điều trị H. pylori, Helicobacter pylori, là chúng ta sẽ thấy phác đồ điều trị
hai loại kháng sinh cộng thêm hai loại thuốc nữa, tổng cộng mình uống bốn loại thuốc, và cái quá trình điều trị đó phải 2 tuần, xong rồi sau đó chúng ta phải củng cố thêm cái thuốc mà gọi là ức chế axit thêm 2 tuần nữa, tức là điều trị HP là 1 tháng đó. Nên mọi người đừng có tự ý ngừng thuốc sớm thì dẫn đến cái chuyện điều trị không có triệt để, nó dễ tái lại và còn lờn thuốc nữa. Thưa bác sĩ, nhiều người lo lắng là theo những cái thông tin mà người ta tìm hiểu được ở trên các trang mạng xã hội hiện nay thì bệnh viêm loét dạ dày nếu chúng ta không điều trị triệt để và đúng cách thì nguy cơ viêm loét nó sẽ nhiều hơn và trầm trọng hơn, có thể dẫn đến chúng ta phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày. Thì không biết là điều này có đúng hay không thưa bác sĩ? Và nếu như đây là đúng thì liệu sau khi chúng ta phẫu thuật cắt bỏ dạ dày do viêm loét dạ dày quá nặng thì có ảnh hưởng gì đến hệ tiêu hóa cũng như là sinh hoạt của người bệnh sau đó hay không ạ? Thật ra là không phải chúng ta cắt bỏ dạ dày vì viêm loét đâu, mà chúng ta cắt bỏ dạ dày vì biến chứng của viêm loét. Ví dụ như cái ổ loét nó ung thư hóa, tức là ung thư thôi, thì trong cái phác đồ điều trị ung thư dạ dày thì chúng ta có thể phẫu thuật nè. Thứ hai là ổ loét nó bị thủng. Thứ ba là nếu mà tình trạng, một cái tình trạng mà xuất huyết tiêu hóa mà chúng ta không điều trị được bằng nội khoa, nhưng mà tỷ lệ này thì chúng ta gặp ít lắm. Hiện nay thì với cái tiến bộ của y học thì chúng ta đối với xuất huyết tiêu hóa chúng ta điều trị được. Nhưng mà đôi khi có một số tình huống, ví dụ ổ loét ăn vào cái mạch máu lớn, chúng ta điều trị nội khoa không được thì đôi khi cũng phải một là gọi là cắt dạ dày hay là khâu cầm máu gì đó, vân vân. Tóm lại dạ dày là một cái cơ quan khá quan trọng đối với hệ tiêu hóa, rất là quan trọng luôn, nơi là gọi là đầu tiên hết, vừa là tiêu hóa thức ăn, thậm chí nó là một cái cơ quan đầu tiên y như cái hàng rào bảo vệ vậy đó, nó tiêu diệt rất là nhiều mầm bệnh luôn. Do đó nên nếu mà xảy đến cái chuyện mà là cắt dạ dày thì chắc chắn là ảnh hưởng đến tiêu hóa rất nhiều. Nó ảnh hưởng ở cái chuyện là mình tiêu hóa, mình hấp thu dưỡng chất nè, rồi nó ảnh hưởng đến cái hàng rào bảo vệ cơ thể nè, vân vân. Do đó nên đối với cái chuyện viêm loét dạ dày á, chúng ta phải nên đi khám với điều trị theo dõi nghiêm túc, đừng để xảy ra những cái biến chứng mà phải dẫn đến cái chuyện mà phải cắt bỏ dạ dày. Dạ. Thưa bác sĩ, vậy thì liệu đối với bệnh viêm loét dạ dày chúng ta có thể điều trị dứt điểm được hay không ạ? Hay là bệnh có thể tái đi tái lại nhiều lần đối với người bệnh? Viêm loét dạ dày tá tràng thì như chúng ta nói, vì cái cơ chế sinh lý bệnh của nó là một cái cán cân, yếu tố tấn công và yếu tố bảo vệ, nên bất cứ khi nào xảy ra cái sự mất cân bằng giữa cán cân này thì bệnh có thể xảy ra. Mà mình thấy là trong cái cán cân đó đó, uống rượu, chất kích thích, dùng thuốc, stress, sống không điều độ, vân vân, thì chuyện đó nếu như mà dám nói là tôi kiểm soát hết yếu tố tấn công, tôi lúc nào cũng duy trì được yếu tố bảo vệ thì có thể gọi là điều trị khỏi. Nhưng có ai dám nói được là đảm bảo được là không có yếu tố tấn công không? Mình stress làm sao mà đôi khi sao không gặp được đó, vân vân. Nên đôi khi không phải là bác sĩ không giỏi và không điều trị tốt, nhưng thật tình đối với viêm và loét á, đúng là đôi khi chúng ta cũng có thể bị tái phát. Nhưng mà mỗi khi tái phát thì chúng ta sẽ điều trị thôi. Thì thật ra là điều trị không khó, chỉ có điều là phải tuân thủ điều trị và điều trị nghiêm túc thôi. Thưa quý vị, bệnh viêm loét dạ dày hiện đang rất phổ biến trong đời sống của chúng ta và nó âm thầm làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta đi rất nhiều. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của Thạc sĩ bác sĩ Lâm Hoàng Cát Tiên, Phó Giám đốc Bệnh viện TWC Long An, quý vị sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về căn bệnh này cũng như những dấu hiệu nhận biết. Và đến đây thì chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.